Thưa quý vị, chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 11, Hội đồng Nhân dân khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2022, dự kiến diễn ra vào cuối tuần này. Chiều nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành thảo luận theo tổ, ghi nhận của phóng viên thời sự. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh số 1, 2 và 3 có sự tham gia của ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cơ bản thống nhất với các dự thảo báo cáo tờ trình tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7. Bên cạnh đó, đại biểu cũng đề xuất Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm đến một số nội dung được cử tri đại biểu quan tâm. Cụ thể, trong lĩnh vực ngư nghiệp, đại biểu đề xuất rà soát, đánh giá, xem xét các chính sách, chủ trương hỗ trợ ngư dân, chủ tàu và vốn theo Nghị định 67 để khôi phục sản xuất, vươn khơi bám biển. Trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, đại biểu kiến nghị cần quy trách nhiệm cho người đứng đầu địa bàn thiếu quản lý, giám sát để xảy ra hành vi xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Trong lĩnh vực y tế, giáo dục, đại biểu kiến nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh có chính sách hỗ trợ phù hợp cho đội ngũ nhân viên y tế, giáo viên, đảm bảo cuộc sống, yên tâm công tác. Đại biểu cũng kiến nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh có hướng dẫn cụ thể về mức thu học phí đối với môn kỹ năng sống để các nhà trường có cơ sở thực hiện. Tổ đại biểu số 4 và 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh có sự tham gia của ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, tập trung thảo luận cho ý kiến các vấn đề về đấu giá đất công, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp chậm, giải quyết vấn đề nguồn thu từ đất đai để phát triển kinh tế địa phương, hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chương trình phát triển nhà ở, thu hút xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, giáo dục. Trong đó, vấn đề giải ngân vốn đầu tư công được các đại biểu thảo luận sôi nổi. Theo Sở Kế hoạch Đầu tư, tổng vốn đầu tư công được giao năm 2022 của tỉnh là hơn 14.686 tỷ đồng. Dự kiến, tổng giải ngân đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2023 là hơn 13.970 tỷ đồng, đạt 95,12%. Số vốn không giải ngân hết là hơn 716,3 tỷ đồng. Nguyên nhân là do vướng thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, vướng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, do chủ đầu tư không làm hồ sơ thủ tục kịp thời. Ngoài ra, còn do người đứng đầu các địa phương, cơ quan chưa quyết liệt xử lý các khó khăn vướng mắc, năng lực của chủ đầu tư còn hạn chế, giá nguyên vật liệu tăng cao. Các đại biểu đều đồng tình với nguyên nhân khiến công tác đầu tư công chậm giải ngân do lãnh đạo Sở Kế hoạch Đầu tư trình bày. Đại biểu đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cần quyết liệt hơn nữa, rõ ràng hơn nữa trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, yêu cầu các chủ đầu tư phải cam kết tiến độ triển khai để bảo đảm các dự án phát huy được hiệu quả đầu tư. Tổ đại biểu số 5 và số 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thảo luận về công tác quản lý và sử dụng đất đai, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, việc tách thửa đất của cá nhân tổ chức, công tác quản lý đất công, tình trạng ngập úng ở các tuyến đường sau mưa lớn, tình hình xây dựng huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Một số đại biểu cũng đề xuất các giải pháp về phân luồng hướng nghiệp học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, việc đào tạo nguồn nhân lực để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao. Đối với các tờ trình và dự thảo nghị quyết đã được các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh thẩm tra, các đại biểu đều cơ bản thống nhất tại buổi thảo luận. Thảo luận tại tổ số 8 và số 9, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cho rằng, năm 2022 tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện công kéo dài, khiến người tham gia bảo hiểm y tế bị thiệt thòi, bức xúc. Do đó, ngành y tế và bảo hiểm xã hội tỉnh cần đề xuất chính sách bù đắp quyền lợi cho người có bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh thời gian qua. Các đại biểu cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát đưa ra khỏi quy hoạch những dự án chậm triển khai kéo dài nhiều năm nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân, tách biệt dự án khu công nghiệp và khu đô thị để không ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân khi triển khai chính sách thu hồi đất. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh số 10 và số 11 đã thảo luận về tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên y tế, qua đó đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh có giải pháp khắc phục. Đại biểu cũng đề nghị ngành y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh để nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, cần có giải pháp thoát nghèo bền vững.